Hello mọi người, năm nay đón xuân sớm, bữa nay ngày 15 luôn, phối cặp chồng này nha mọi người. Mọi người giờ mình thấy con chồng đực này nó nhảy, mấy người đánh giá nha. Bữa nay mới phối bữa đầu tiên luôn nè, coi nó nhảy như thế nào nha. Hôm rồi giờ em không có làm clip, bữa nay làm clip cho mọi người xem. Đấy, được thon dài đẹp trai. Rồi, bắt đầu lên đạn nè mọi người. Súng nhỏ mà nhảy tịch lắm nha mọi người. Súng đủ xài. Đây sát cấy rồi. Làm như bộ lẹ vô luôn cái gì. Rồi gớt lấy gớt, thấy gớt được sao. Rồi hết bị cái súng rồi. Cái này nó hơi xấu. Làm lại từ đầu. Nhảy vô rồi nó cũng được, nhảy vô rồi nó siết chứ luôn. Nhảy ghê không? Mọi người thấy nó nhảy ghê không? Tinh khủng nhỉ. Vô á. Chơi quá được chơi.
dưới mình lên đó. Mắt là thấy nó đẹp cũng mắt không dễ gì xảy được như nó được chiến nhảy phải vậy mới gạch chưa miết vô hoài luôn thấy không. Nó nghiệm lâu quá biết không. Có cái này cũng muốn lên giống mà. Liếm mà. Liếm chim quá khứ rồi. Gì mà nó còn chưa buông nữa kìa. Quá trời nhảy kìa nó coi vô xiết kìa đó thấy dính không, thấy dính không mọi người, thấy dính không nó ra mà ra mà cái lưng nó giật luôn được chuyển nhảy quá tịch xúc qua đó xong đó nha mọi người. Đó. Chinh phục em 7 phút. Đó. Chinh phục em 7 phút. Rồi. Xin chào mọi người nha. Em kết thúc clip tại đây nha mọi người.